Tụi bị sụp lên nè, để cho tao sụp cha. Hiển ơi. Nghèo quá. Này T30 nha cả nhà. T30 xài bét. Rồi chuẩn bị sụp. Ông chú đất ông vác một bọc thuốc ốc nổi không? Xài mà cái thuốc giỡn giỡn không à. Thuốc giỡn giỡn mà lôi chúng mới ghê. Đỡ đỡ bằng Amit Atop Philia đồ gì đó. Trời ơi, tội Amit Atop Philia mà nó thuốc giỡn. Vậy thôi mình nói cách khác đi. Nói chung là làm lúa thì xài thuốc nam không à. Thì với nước đất ớt gì à. Thuốc nam chứ không phải thuốc bắc hả? Đấy, thuốc bắc là đi nó lấy. Nè, bột thuốc nè cả nhà. Để coi ông xài. Có ông xài mấy loại đây? Ba loại. Cọc vi xanh. Tàu rồi. Ba ra mắt đầu ôm cũng đó ba ra mắt đó mắt với nominee ở cái xe xăng với em anh tên ba ra xăng cặp luôn hả cặp phi xăng rất thay phi xăng sạc khuẩn cặp đôi chị khuẩn vậy lên lớp hạt đầu ôm luôn quá dữ một cặp rưỡi nha sáu bài hơn sáu bài. Rồi cái này là a thay thế anh Vin đó hả coi coi dữ. Ừ. Nói là ngà. Evitin. Lấy mà cho ông cố. Ba món. Nhiêu ngày vậy Úc? Hơn 70 ngày rồi đúng cả vừa đó. Nha. Ai ông thịt cho ông bá là bà bảy không ông có khung của tôi miếng nào hết trơn nha. Tướng cặp hả? Ồ, cặp gửi. Cái chai màu xanh này đẹp quá ta. Này cặp gửi, này cặp gửi phải không? Ừ, cặp gửi cái chai gửi phải không? Ừ. Thằng chai gửi nè, chia ra đi. Nó cống chia ra. Chai này gửi dần. Giờ có nó 200 thì 100, 200 gửi thì 125. Nói gì hiểu rồi. Cái nào mà, nếu mà sai. Mình pha phân nửa thì mình sắp nha, còn cái nào nguyên thì khỏi sắp. Cái này là 500. 500 chia phân nửa không? Đó, chia ra một bình 500. Ba món. Đâu em đốc. Tôi nói ha, gặp thì sát rồi tôi thấy nó dụng nó cũng vừa mừng mà nó vừa ghét. Nó nói điện cho nó sát rồi mời thịt cho vợ trái sát cho anh. Nói bữa nào nó buổi chiều cũng chính rồi. Cái mình nửa chiều có sáng mình. 40.000 cái mua mẹ đi. Qua cái đó. Chụp hình với thói cánh rồi đó. Chùm thuốc vô. Quất. Chắc mấy thứ này chụp giống như mày. Chị dân nó hết rồi. Xả bé rồi. Rồi. Sao ông ta quất liền hả? Quất liền mà không có cái gì sụp. Cái ốc ơi. Không có sụp cái này. Sụp cái này kia trước hả? Ừ. Tới mà thấy không? Thấy máy không? Trong 22 lít nha trời, không có qua nhiều nha. Rồi bà lút vô chổng luôn rồi. Tới cái 500 mà tới hàng giờ đó không vô. Bên góc thì bà ba.
đúc trong cái kẻ đó nó cũng đang cao giống như dơm lại nè. Rồi lúc bảnh luôn. Quay cái hả? Quay được clip hả? Chưa. Quay rồi đó, nãy rồi quay rồi đó. Quay đưa ông lên TV rồi. Kìa đó có dùm hết lắp rồi đó. iPhone dùm dữ lắm. Hử? iPhone nó dùm dữ lắm. Nè có 9 nhằn. Có máy còn tèo lắc rồi nó dùm sai sai dữ. Của mấy kia nó dùm mà nó lắc lắm. Còn này nó im. 13 nó im. Sao luôn cái cách đây 500 mấy chục thước nha mấy bạn. Cách tay cầm 500 mấy đó. Bây giờ cho nó lú ra đặng mình thấy gì lượng nước nha. Thấy nó bay ra là thấy đó. Dạ. Dạ có. Ừ, thấy lượng nước đó. Bài tầm trọng luôn ngay hàng gáo. Gần 1000 mét luôn á chứ 500 gì. Gần tới kinh 14 luôn. Qua hàng cây luôn hả? Nó đốt nó lúc trọng luôn đó. Nghe mới lời mới ổng. Có không? 6% sao ba ông nội. Xa quá hết thấy. 500 kéo vô luôn á. Sao vô được? 500 là tự hạ cánh rồi. 500 là tự hạ cánh đó. Mày kéo vô còn 600 mà còn gì nữa. Đánh thẳng luôn, kéo vô này còn 800. Rồi. Rồi máy bay xa quá mình quay hết thấy rồi, bây giờ mình quay lúa cho cả nhà mình xem ha. Đây là lúa đầy thơm nữa nha. Lúa đầy thơm này được 72 ngày rồi nè. Lúa nhìn cũng bông cũng dữ lắm nghe cả nhà. Bún lưỡng ha, lá lúa cũng còn xanh. Lúc này là cử này là xịt cử vô gạo rồi nè. Xịt cử lấy gạo cử này. Chỗ đều hết trơn rồi. Lúa này trúng quá rồi, cũng có số kỹ sư đến để mà xem cái miếng đất này nha. Quá đông rồi.
cũng 5 công gì hả? Chắc còn chắc cỡ 18 bà sắp thì nó cứ gờ xuống nhẹ 20 rồi rút về vui sức luôn mà bay chắc banh xeo hết quá vô bay vô ruộng á bay né vô ruộng chiếc đi cũng rất nhẹ bay luôn đêm con bay nhóc tàu lao vô quá rồi đó. Rồi bây giờ mình ở đây xin kết thúc cả nhà. Hẹn cả nhà video sau nha. Cả nhà đăng ký kênh để theo dõi video mới của mình nha.